Khanh mày hung vợ mày cái làm kỷ niệm rồi Khanh. Anh em từng cảm thấy không có đâu, đang quay phim mà. Đổi quay phim mà. Đó giọng thấy hung. Quá, mày hung vợ mày cái làm kỷ niệm á. Để tao hung tấn cho. Lên. Mày đừng có để ăn nhà hàng nhiều ra hết rồi. Nghe ngon lắm. Hải không vợ cái làm kỷ niệm Hải. Chỉ có Hải là số 1 à. Đúng rồi Hải. Ê, tao mày hút cái làm kỷ niệm Hải ơi. Mày đừng làm tao mới đang nằm dưới sàn. Ủa mày định tố cáo tao hả mày? Tao đứng trước là để Hải quay cho nó. Mày chỉ cái mặt mày vô. Từ từ thôi. Rồi tự quay luôn nè.